Mua bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và để nhận được các thông báo cập nhật thông tin giá xe thường xuyên Thì anh chị và các bạn hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký kênh Nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật hàng ngày Hôm nay thì em đang có mặt tại Dương Minh Auto để cập nhật cho anh chị và các bạn các mẫu xe đang bán tại cửa hàng Với những chiếc xe bán ra tại cửa hàng thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ Xe không đâm va, không ngập nước, bảo trách test toàn quốc anh chị nhé Địa chỉ cửa hàng thì các bác có thể qua là 712 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để xem xe và lái thử. Và chiếc xe đầu tiên ngày hôm nay thì em sẽ muốn giới thiệu anh chị và các bạn thông tin đó là một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ. Kia Rondo sản xuất là 2015. Máy thì trang bị à, máy 2.0 số tự động. Máy xăng cực kỳ đẹp. Có ngoại thất là màu xanh cao van sai, đăng ký biển Hà Nội. Tên tư nhân sử dụng hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 465 triệu còn thương lượng xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho các bác lên tới 70% giá trị xe. Để chi tiết cụ thể anh chị và các bạn hãy liên hệ em, em sẽ gửi video cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Và đi tới một mẫu xe tiếp theo thì em có một chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất là 2020. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất là hai màu. Đây là phiên bản cao cấp của máy dầu. Với xe đăng ký tên cá nhân sử dụng nên mọi chi tiết của chiếc xe nó vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo, xe có trang bị những cái tính năng công nghệ hiện đại như gương kính chỉnh điện, ghế điện nhớ ghế, 6 túi khí an toàn theo xe. Cũng như là có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, khăng trôn, ba chế độ lái rồi khổ, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù cùng rất nhiều tiện ích đang đã bán tại cửa hàng với mức giá là 1.220 triệu còn thương lượng sẽ vẫn có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mua trả góp. Và đi tới một mẫu xe bán tải, em có một chiếc Ford Ranger White Check b sản xuất là 2018, đăng uh, mô đồ 2019 đã được lên chủ xe lên 100 triệu tiền đồ uh, chơi trên xe. Như cụ thể như là cái tính năng rất là tiện ích như là hai ghế massage ở ghế trước, rồi có trang bị bệ bước, lắp thùng, điện rồi dàn lốp Michelin. Giảm rung, chống giật, chống đật của gầm của xe. Chất của chiếc xe thì nó còn rất mới anh chị ạ. Xe thì có hỗ trợ trả góp tối đa lên tới 70% giá trị xe, lãi suất ưu đãi. Giá hiện đang giao bán với mức giá là 855 triệu còn thương lượng. Anh chị và các bạn nào quan tâm hãy liên hệ em, em sẽ gửi chi tiết cụ thể video cho các bác có thể tham khảo và một chiếc xe Mazda CX5 sản xuất là 2017, có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. À, đăng ký tên tư nhân biển tỉnh, báo rút hồ sơ cho các bác. Xe vẫn còn rất đẹp, có trang bị chìa khóa thông minh đề lổ cửa sổ trời, nội thất ghế da cao cấp, phanh tay điện tử và tự động cruise control, nhớ ghế, màn hình à, tích hợp cùng rất nhiều hệ tính năng tiện ích ở trên mẫu xe này. Giá đang ra đường giao là 685 triệu còn thương lượng. Và có hỗ trợ trả góp tới 70% giá trị xe. Và đi tới một mẫu xe cầm cao tiếp theo em có một chiếc xe 7 chỗ để anh chị và các bạn có thể quan tâm, đó là một chiếc xe Mistu Outlander phiên bản 2.0 CVT sản xuất là 2018. Xe đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh. À, mọi chi tiết của chiếc xe thì nó còn rất là đẹp hiện đang được đơn vị giao bán cho các bác là 685 triệu cho một mẫu xe 7 chỗ giá rẻ nhất trong phân khúc và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Hồ sơ cầm ngay à, trong tay thì anh chị bạn có thể sáng tên ngay trong ngày. Cam kết và bảo hành về chất lượng trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Và cùng đi tới uh, chiếc xe Toyota Yaris phiên bản E sản xuất là 2015 nhập khẩu nguyên chiếc có ngoại thất màu trắng đang giao bán với mức giá là 448 triệu còn thương lượng. Và em còn một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G sản xuất là 2017, có ngoại thất là màu bạc, hiện đang giao bán tới mức giá 515 triệu còn thương lượng. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn để em có thể hoàn thiện hơn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.